Ngày 29 tháng 10, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Thuận Phú đang lấy lời khai Ngô Văn Ngọc, 29 tuổi và Trần Văn Phương, 22 tuổi, cả hai cùng ngụ thôn 6, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Ngọc chạy xe máy chở Phương mang theo kiềm cộng lực loại lớn đi về hướng thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước với ý định tìm nhà dân không có ai ở nhà để cắt khóa trộm cắp tài sản. Khi đến tổ 2, ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đông Phú, cả hai phát hiện nhà của bà Trần Thị Hương, 52 tuổi, khóa cửa. Xung quanh hoang vắng nên thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản. Phương đứng ngoài trong xe và cảnh giới, còn Ngọc cầm kìm cộng lực đi vào các ổ khóa cửa trước nhà bà Hương. Sau khi đã phá được cửa, Ngọc liền đi vào phòng khách, lấy trộm một TV 49 inch màn hình phẳng.